Em chào các bác, hôm nay em quay video đây là em có cái cây đây, có hai đơn là đại hoàng cánh thủy tiên. Các bác, em bán hai đơn đại hoàng cánh thủy tiên và ở đây có hai đơn là cây khánh diệp và có cái cây này là cây ngọc châu. Các bác, thì mấy cây này đều là những cây mà cũng khá là phổ thông và em cũng bán cũng nhiều lần rồi. Thì hôm nay em quay video, các bác sưu tập cây nào liên hệ số điện thoại giúp em nhé. Đầu tiên em vào cái cây ngọc châu ạ. Cây ngọc châu nó là một cây thân già còn một lá các bác nhé, cây giống. Cái này thì cái củ bên cạnh nó bị hỏng rồi, cái củ này nó hỏng rồi này. Cái củ chọc bên cạnh nó hỏng rồi nhưng mà em vẫn để, tại vì em không muốn cắt vào cái củ này tại vì sợ nó có vết thương mới các bác. Cái củ này thì hiện tại đã để một lần các bác nhé, nó trong một cái chậu lớn em nhổ nó ra. Cái cây này thì bác nó lấy thì em lấy là 200.000 các bác nhé, đơn số 1 ạ. Đơn số 1 200.000 các bác nhé. Em sang đơn số 2. Đơn số 2 là một cái cây ngọc châu, nó cũng là một cây già. Cái này thì bên này chưa để lần nào. Bên này em nhìn thì chưa thấy để lần nào các bác. Nó không dễ các bác nhé. Bên này thì mới để một lần thôi. Một bên chưa để lần nào, một bên đã để một lần rồi, củ chọc này vẫn còn khỏi. Nói chung là hai củ thì khả năng lên mầm nó cũng ok các bác. Cái đơn số 2 này em bán là 500.000 các bác nhé. 500.000 đơn số 2 ạ. Em sang cây số 3. Cây số 3 nó là một cây ngọc châu tơ nhưng mà cây này thì nó là do là nó lên mầm nhưng nó không lớn được các bác. Nó lên mầm nhưng mà bị lỗi. Lá nó đây các bác nhé. Lá đây ạ. Lên mầm nhưng mầm nó bị lỗi các bác nhé. Mầm bị lỗi, không lớn được. Cái này nó sẽ đẻ từ cái mầm này ra thôi. Nó sẽ đẻ từ cái gốc, có nghĩa là đẻ từ cái chân của cái mầm này, hoặc là đẻ từ cái bên này cũng được. Tại vì cái này nó là cái tơ chưa ra hoa nên là bên này của nó thì khả năng vẫn còn nguyên, chưa động chạm gì cả. Đấy, thế nên là yên tâm các bác nhé. Cái bên này này, đây em nhìn thì cái mầm này không quan trọng, chưa biết có lên được không. Nhìn chung là nó vẫn là hơi xui thôi các bác nhé. Cái mầm đấy, cái mầm này đào lại nó chưa đẻ nên là mình yên tâm, chồng lên thoải mái. Cái này em bán là 700.000 các bác nhé. 700.000 đơn số 3. Em sang đơn số 4. Đơn số 4 là một thân ba lá. Đơn số 4 một thân ba lá các bác nhé. Thân ba lá cũng đẹp thì chụp được và thân này nó có mầm. Cái này thì cơ bản là dễ nó ổn, nói chung cái này khả năng sống nó rất là cao á. Cái đơn này là đơn số 4 các bác nhé. Đơn số 4 này em bán là 1.3.000. 1.3.000 đơn số 4, một thân mầm khỏe. Em sang cái cây bên này là cây khánh diệp. Khánh diệp ạ. Nó là cây khá là hay. Cái này thì em để hai củ già luôn các bác nhá. Hai củ già đều hai lá các bác. Đều hai lá thì cái cây củ bên trái này hai lá to hơn ấy, thì là củ già hơn. Còn củ hai lá nhỏ này là đẻ từ cái củ hai lá to này đẻ ra củ hai lá bé này. Nhưng cái này thì nó mới đẻ có một lần thôi các bác. Thế nên là cái mắt gốc của nó em nghĩ vẫn còn dùng thoải mái. Lên thoải mái các bác. Mới đẻ có một lần thôi. Cái củ bên này, củ hai lá mới này, mới đẻ có một lần thôi. Và nó kiểu đẻ một nên là nhìn chung mắt vẫn còn thoải mái các bạn. Cái cặp này thì cặp khánh diệp. Cái này gọi là cặp khánh diệp số 1 các bác nhé. Tại vì trước là 4 cây trước là cây ngọc châu. Cái này là cây khánh diệp. Cái khánh diệp số 1 này thì em bán cái này là 1.500.000 các bác nhé. 1.500.000 cái cặp này. 1.500.000. Em sang cái cây khánh diệp số 2. Cái khánh diệp số 2 thì nó cũng là hai thân hai lá các bạn. Hai thân hai lá thì nó có một mầm ở đây. Nhưng cái mầm này nó khi nó ra ấy, là nó đã bị sên ăn mất cái rễ rồi các bác nhé. Nó ra như cái gốc của nó bị sên ăn mất rễ rồi. Đấy, cho nên là cái mầm này nó có thể là phát triển hoặc là nó sẽ đẻ cái mầm khác. Còn cái cây bên này nó cây tơ nên mình không lo các bạn. Cái cây đang có mầm này nó là cây tơ nên yên tâm thoải mái là trồng vẫn cứ thoải mái lên luôn các bạn. Cái này là hai thân hai lá các bác nhé. Hai thân hai lá. Cái cây này thì em bán là 2.800.000 các bạn. 2.800.000 rồi đấy. Cây khánh diệp số 2. Em sang cái cây này là cây đại hoàng cánh thủy tiên. Đại hoàng cánh thủy tiên này thì đây em có hai đơn các bạn. Đây một cây này là ba lá các bạn nhé. Ba lá đấy. Đuôi lá bị hỏng rồi các bạn nhé. Đuôi lá bị lỗi. Đấy, cái này thì nó là hai củ. Cái này thì nó mới đẻ cũng đẻ một các bạn. Kiểu là cây nhỏ ấy, cây dài lên á. Cái này mới đẻ có một lần. Cái củ ba lá này mới đẻ có một lần này các bạn. Mới đẹp một lần nên là nhìn chung là khả năng lên mầm nó cũng ok. Em nghĩ khả năng lên mầm thoải mái luôn các bạn. Cái này thì gọi là đơn số 1. Đơn số 1 đại hoàng cánh thủy tiên các bác nhé. Tại vì là cái trước cây ngọc châu, cây khánh diệp, bây giờ có hai đơn đại hoàng cánh thủy tiên. Thì đơn đại hoàng cánh thủy tiên này là đơn số 1 các bác nhé. Đơn số 1 này thì em bán là 600.000 các bạn. 600.000 đơn số 1. Em sang đơn số 2. Đơn số 2 là nó là cặp tơ các bạn. Nó cặp tơ đấy. Cặp tơ như cây kiểu cây nó nhỏ các bác. Đây. Lá nó bị đốm các bác nhé.
cây tơ lá đốm này, cây tơ lá đốm ấy, và nó là một cặp tơ. Cặp tơ thì cặp này thì nhìn chung nó cũng khỏe, nó có rễ giữa các thứ, nhìn chung là cũng được các bạn. Cặp tơ đại hoàng cánh tiên, cặp này thì em bán là 1,5 triệu các bác nhé, 1,5 triệu cái cặp số 2 đấy ạ, đại hoàng cánh tiên. Thì cái mấy cái cây này thì nó là cây khá là phổ thông. Nếu như các bác có cần tư vấn thêm thì các bác cứ liên hệ số điện thoại giúp em nhé, xong có gì thì em sẽ nhắn thêm các bạn. Em cảm ơn tất cả các bác, em chào các bác.